Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel và đây là đám cưới. Thảo ơi, dạ. Cưới bạn em hôm em đã diện cây này như là bóc luôn rán à? À, thật ra đây là đầu đi mượn đấy anh. Hóa ra cưới bạn thân Thảo không khác gì với người bình thường ấy. Thế em đã chuẩn bị cái gì đặc biệt hơn cho bạn em nào? Thật ra thì Hà bảo là đến đây cùng với cả một chỉ vàng mọi người ạ. Nhưng mà một chỉ vàng thì làm sao bằng chiếc Z Flip 5 này được, đúng không? Quà cưới mà. Hiện tại thì xe Bonnet đang có chương trình thu cũ lên đời trợ giá 3 triệu đồng. Còn muốn biết bao nhiêu tiền thì check ngay link dưới comment nha. Em nghĩ là bây giờ mình sẽ trả lời điều hai câu hỏi. Anh đi cưới em gái anh bao nhiêu? Tầm hơn con Z Fold 5 tí thôi. Nghĩa là 40 triệu. Không phải thôi, những chuyện đấy mình cũng đừng nói làm gì nữa. Nhân tiện đang nói về Z Fold 5 thì các bạn là có thể quan tâm đến Z Fold 5 thì có thể tới ngay xe web thu cũ trợ giá ưu đãi giảm tới 3 triệu. Ngoài ra còn được tặng thêm một con Galaxy Watch 6 nữa. Nghĩa là tổng khoảng 30 triệu đúng không? Đấy. Rất hay, giải rất nhiều thức hơn. Còn đây đoán ý. Mọi người, tình hình là mình đã định gắn mic cho Linh thịt gái rồi, mọi người nhìn xem. Mày có outfit cháy nhất ngày hôm nay đi ăn cưới không? Không, tôi nghĩ là outfit của tôi rét nhất ngày hôm nay. Tôi không nghĩ là nó hôm nay có 11 độ mọi người. Ok, bóc outfit nào. Full set của Lacion 1 triệu. Áo khoác của Doty 1 triệu. Túi này mình mua theo Jenny, sale 50%, 70.000. À, cái này là thấy trên TikTok rồi này. Dễ thương à. Dễ thương. Ngày này chắc 300.000. À, phụ kiện của Swarovski. Bộ này tôi mua chắc cả bông tai, cả dây chuyền thì trên dưới 10. Thế là outfit trên đi ăn cưới là hơn 10 củ. Đúng không? À, nói nhiều tiền quá vậy? Nói đến hơn 10 củ là thấy là hôm nay tiền mừng cưới em sai. Hôm nay thì sao nhở? Ôi, mọi người ơi, mình có thể là không đi nhiều tiền nhất nhưng mà mình là người đi nhiều phong bì nhất mọi người. Tặng mỗi người cái đúng không em? Em đại diện cả chi nhánh miền Nam. Thế là biết sao không, tổng giá trị outfit thì hôm nay tính cả mấy bộ phong bì này là phải 100 củ. Thế bạn chân nhất ngày hôm nay rồi, thank you bạn nha. Xin chúc em là Giáng sinh năm nay ra Hà Nội là sẽ tìm được một người đàn ông sẵn sàng mở món quà này nhá. Khoảnh khắc từ khi em gặp chị ở đây, đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời anh rồi. Có tôi ở đây, em không được phép thuộc về ai khác hết. Tôi cho phép em thích tôi, nhưng phải anh không? Tập tài mới nổi đấy. Tình hình là bây giờ bọn mình đang không còn bàn để ngồi. Đám cưới hôm nay quá hot và lượng khách đến kiểu vượt quá số lượng mà gia đình dự kiến đi. Các bạn có thể nhìn thấy. Bọn mình sẽ giới thiệu với các bạn một nhân vật mà lúc mà mình nhìn qua trên story mình còn tưởng anh ấy là chú rể đi dự đám cưới của chính mình. Quá mạnh. Ôi trời ơi. Đây. Chú rể chào máy quay một tí được không ạ? Là dễ quá. Hôm nay là mình cô dâu của mình là. À cô dâu à, em vẫn đang đi tìm kiếm. À thế ạ. À? Tại vì là chị nhìn qua chị còn tưởng là tí nữa em lên kia em trao nhẫn. À có chứ, em còn chuẩn bị một cái nhỏ. Chị thấy em hôm nay là đi nhiều ấy, kiểu sắp xếp bàn đấy là hơi sợ mất, để chị giữ hộ cho em. Ôi dồi ôi, người ta mừng cả vàng. Tình nghĩa anh em hóa ra cũng chỉ thế thôi. Anh ơi. Đâu đó sao anh lại nghĩ về em như thế? Đấy. Không có bảo anh là anh cưới lại đi em về. À. Ôi, ai mà thấy em có bảo thế đâu anh. Hôm qua nó còn comment là anh sắp hết thời rồi anh về vườn đi. Mọi người ơi, xin nhờ editor bắn comment lên, mình không hề nói như thế nhá. Anh sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với nó. Anh ơi, cái này là content thôi đúng không ạ? Cho đi Hàn Quốc. Thế mà bây giờ nó đối xử với anh như này ấy. Anh xin cho nó đi á. Anh hối hận quá. Con em. Anh đâu. Anh không ngờ mày là người như thế đấy. Chả biết. Ôi anh ơi, trời ơi, con này thú. Nhìn thấy Hà với Dũng ở đâu ấy, tôi nghĩ kèm theo đấy là tiếng cười, đúng không ạ?
hai bạn đều là những người sản xuất nội dung trên mạng xã hội rất là vui tính, rất là hài hước, năng động ấy. Nên hôm nay cái hình ảnh này có thể là không quá quen mắt, nhưng đây là hình ảnh mà chúng tôi rất muốn nhìn thấy. Là trong hai bộ trang phục này các bạn đứng cạnh nhau, nắm tay nhau. Con Dũng và Thu Hà. Trong lúc mà đang xúc động ở trên kia thì thứ mà chúng tôi chú ý là cái này. Xin chào. Những chú tôm nắm bọc. Vâng, xin chào vào tay cho bố mẹ hai bên ạ. Hôm nay hai cô xinh quá. Xin mời Quang Dũng và Thu Hà hãy trao đôi nhẫn cưới cho nhau để thể hiện tình yêu. Các bạn biết sau khi trao nhẫn thì người ta muốn nhìn thấy cảnh gì không? Nhìn thấy gì ạ? Không, quay đến với tôi. Chúc mừng Quang Dũng và Thu Hà. Các bạn đã chính thức trở thành vợ chồng. Cả cái tôm này anh Minh không bóc nha, không anh nhớ rồi. Đây. Rau thập cẩm xào hải sản, sao món kia. Thì...
Giới thiệu với các bạn, đây là chị PT của chấp 1 phần 3 văn phòng mình. Ai cũng đi tập với chị. Món tiếp theo là món nãy giờ bọn mình siêu thích, là món xôi cốm làm vòng. Nãy giờ là mình với cả chị Vi làm mấy bát rồi đó. Nãy giờ chỉ ăn xôi này luôn. Anh biết ăn xôi với gì món nhất không? Với cả chè. Và hai món cuối cùng là món cơm tám lá nếp và kem bóng cổ truyền, rất là đặc trưng của mâm cỗ cưới. Chấm miệng là kem caramel nhá, để tí chúng mình sẽ ăn. Còn bây giờ thì xin mời các bạn ăn online cỗ cưới cùng với chú rể Quang Dũng và cô dâu Thu Hà. Ngồi đằng sau bọn mình chính là gia đình của anh Nhật Anh và chị Trang và cả bé Dứa. Em chào anh chị, hôm nay là rất là vui khi gia đình Dứa được tham dự đám cưới của cô dâu Thu Hà và chú rể Quang Dũng. Và hôm nay chỉ mong rằng là hai em luôn luôn hạnh phúc và giữ lửa yêu thương đến từ nay đến suốt về sau. Anh thì cũng không biết chúc gì hơn, chỉ chúc hai em mau export một em bé rất là kháu khỉnh. Nhớ bắn tim đi, nhớ bắn tim đi. Ăn rau nhá. Phúc chị ở đấy. Protein nhá. Em ăn rau. Em đi học kỳ, em cần phải không nào. Tao chưa thấy ai đi dự tiệc còn phải có PT đằng sau như này luôn ấy. Anh Huy ơi, anh có lời chúc nhắn nhủ gì ngoài những cái lời mà anh nói chứ sự có biết là thầm kín? Anh nói ít làm nhiều, mọi người cũng tự biết mà. Cái ảnh ở đây là biết rồi. Không bị là anh? Ừ. Anh cổ mà. Trước mày anh cho không bị dày hơn nhá. Dưới đi. Không bảo tao không chuẩn bị tâm thế lên sân khấu gì cả. Anh ơi, vấn đề là tình cảm nó phải luôn có sẵn trong tim, anh hiểu không? Không, tao có sẵn gì là... đâu, không có sẵn gì cả. Phải có anh này thì mới có bạn em để đám cưới này, thực sự rất là biết ơn anh ý. Nếu... đúng rồi, cảm ơn anh đã dẫn bạn em tới đám cưới ngày hôm nay. Em thấy là cái cảnh mà anh dẫn bạn em vào tận nơi nắm tay, mày cảm ơn anh ấy đi. Cảm ơn anh ạ.